Đây là một chương trình đặc biệt nhằm tuyên dương những tân sinh viên nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn nhưng đã vượt lên hoàn cảnh để học giỏi, là những thủ khoa, á khoa các trường đại học trên cả nước trong kỳ thi đầu vào năm 2023 và được các nhà trường giới thiệu. Năm nay, chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào đầu năm mới và đúng vào ngày truyền thống học sinh sinh viên mùng 9 tháng 1. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu và các bạn, đây là lần thứ 8 chúng ta tổ chức học bổng nâng bước thủ khoa. Học bổng này là một sự kiện mà chúng tôi, những người thực hiện, bao giờ cũng cảm thấy ấm áp trong tim với niềm vui, niềm hạnh phúc lan tỏa. Bởi thấy cuộc sống của chúng ta dẫu gặp nhiều khó khăn, còn nhiều gian khổ nhưng thật đẹp. Những người nhận học bổng, những tân sinh viên là thủ khoa á khoa, những thí sinh đạt điểm cao thuộc top đầu của các trường đại học trên cả nước, xuất thân từ các gia đình nghèo khó, hầu hết ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng núi, vùng xa, với tỷ lệ khá lớn là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Hoặc nhiều em có hoàn cảnh gia đình rất éo le, đã mạnh mẽ vươn lên, không những không bỏ học mà còn học giỏi, học rất giỏi và mang lại niềm vui, niềm tự hào cho gia đình, làng xóm, nhà trường, thầy cô, bè bạn và mang lại cho tất cả chúng ta niềm hy vọng với những người trẻ tuổi tài năng, mạnh mẽ, giàu ý chí sẽ đóng góp nhiều cho đất nước. Trước những bạn trẻ nhỏ bé mà chúng tôi nghĩ là vốn rất quý của đất nước, chúng tôi luôn cảm thấy sự gần gũi, niềm yêu thương gần như đối với con, với cháu mình. Và cùng với đó là lòng cảm phục, làm cảm giác bổn phận và trách nhiệm. Cảm giác bổn phận và trách nhiệm đó không chỉ đối với các em đang ngồi ở đây trong buổi lễ trang trọng và đầy tình cảm này, mà còn với hơn 200 em khác cũng học giỏi, cũng thi đầu vào đạt điểm rất cao, gia đình cũng khó khăn, cũng được các trường đại học giới thiệu, cũng đã gửi hồ sơ về ban tổ chức, nhưng vì điều kiện kinh phí hạn hẹp mà chúng tôi chưa thể cấp học bổng. Năm nào cũng vậy, hội đồng xét tuyển cũng rưng rưng nâng lên đặt xuống từng hồ sơ, day dứt khi số lượng đã vượt quá kinh phí của thể huy động. Nhiều năm rốt cuộc ban tổ chức cũng phải tăng thêm một vài chuột suất học bổng so với dự kiến, với chặt lưỡi rồi kinh phí sẽ lo sau. Năm nay là như vậy, với dự kiến 100 suất học bổng ban đầu nhưng rốt cuộc đã duyệt 120. Năm trước cũng vậy, với số lượng dự kiến 120 nhưng rốt cuộc số học bổng đã trao là 140. Kính thưa các đồng chí, các quý vị và các em, học bổng nâng bước thủ khoa được báo Tiền Phong và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam khai sinh năm 2016 với mục đích không chỉ trao cho các em thủ khoa á khoa nghèo một số tiền học bổng đáng kể so với hoàn cảnh của các em, để làm giảm bớt đi những khó khăn của các em trong những ngày tháng đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, mà còn phải giúp các em thấy rằng các em không bị bỏ mặc trong gian khó, mà ngược lại còn được ghi nhận, được tôn vinh, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các em vững bước trên con đường gian khổ nhưng đầy hứa hẹn tương lai tốt đẹp. Chính vì thế mà các em được mời về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai trung tâm lớn của đất nước, để được trải nghiệm, được giao lưu và tham dự lễ tôn vinh, lễ trao học bổng hết sức trang trọng. Và không chỉ có vậy, học bổng cũng kỳ vọng tạo thêm niềm cảm hứng học tập, cảm hứng phấn đấu vươn lên của nhiều sinh viên, nhiều bạn trẻ khác. Đó là lý do các năm trước, các thủ khoa á khoa thường được kết nối để giao lưu với sinh viên các trường đại học. Đó cũng chính là lý do mà lần này chúng tôi phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để tổ chức lễ trao cho hội trường tuyệt đẹp 700 chỗ ngồi này, với sự tham gia của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách Khoa và Đại học Kỹ thuật. Đại học Kinh tế Kỹ thuật và một số trường đại học khác. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí và các bạn, học bổng nâng bước thủ khoa tới nay đã trao học bổng cho tổng cộng khoảng 700 em sinh viên với tổng kinh phí với tiền mặt là gần 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó là rất nhiều quà tặng, hiện vật, giá trị khác. Để duy trì một học bổng lớn như có kinh phí lớn như vậy, chúng tôi được sự quan tâm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Năm nào đại diện của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh Việt Nam cũng đến với sự kiện để động chỉ đạo và động viên. Chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm nào cũng có đại diện của lãnh đạo bộ đến động viên ban tổ chức và các em. Năm nay, đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã nhận lời dự chương trình
nhưng rất tiếc là đột xuất có cuộc họp giữa lãnh đạo bộ với chính phủ nên đồng chí đã không đến dự với chúng ta được. Để tổ chức thành công học bổng, chúng tôi nhận được sự ủng hộ và phối hợp của lãnh đạo các trường đại học, các nhà báo, các nghệ sĩ, các người đẹp. Đặc biệt phải nhấn mạnh là sự đồng hành và ủng hộ về mặt kinh phí của các nhà tài trợ. Tấm lòng của các quý vị giúp ban tổ chức có đủ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của học bổng. Xin thay mặt ban tổ chức và thay mặt các sinh viên nhận học bổng nâng bước thủ khoa hôm nay và trong 8 năm qua, trân trọng cảm ơn tình cảm, tấm lòng và đóng góp to lớn của các quý vị. Tôi cũng xin được nói thêm, năm nay sự quan tâm đối với các thủ khoa á khoa nghèo của các cấp lãnh đạo có một nét đặc biệt mới. Lãnh đạo Quốc hội đã đồng ý và Văn phòng Quốc hội đã mời 55 sinh viên nhận học bổng của khu vực phía Bắc thay mặt cho 120 bạn trên cả nước vào thăm tòa nhà Quốc hội, được đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp phát biểu động viên và chuyển tặng những món quà mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tặng tất cả 120 em. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn, tôi xin có đôi lời với các thủ khoa, á khoa được nhận học bổng hôm nay. Như đã nói ở trên, các em là niềm vui, là niềm tự hào, là niềm hy vọng của chúng tôi. Mong rằng các em sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, vượt qua khó khăn, giúp chính bản thân mình, giúp gia đình mình và thắp sáng mãi những cảm xúc tốt đẹp trong những người xung quanh. Các em sẽ còn gặp nhiều thử thách, nhưng các em luôn có bên mình những người ruột thịt, bè bạn, thầy cô, hệ thống đoàn, hội, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và của cộng đồng xã hội. Và điều này tôi đã nói một số lần ở trong các lễ trao học bổng nâng bước thủ khoa. Nếu trong quá trình học tập các em hôm thủ khoa, á khoa nhận học bổng hôm nay gặp phải những khó khăn vật chất không thể vượt qua, các em hãy nhớ đến Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn. Các em hãy nhớ đến báo Tiền Phong. Chỉ cần các em cố gắng hết sức mình và chia sẻ thổ lộ, chúng tôi nhất định sẽ cùng các em vượt qua khó khăn đó. Các em hãy nhớ điều đó và vững tin đi trên con đường của mình, nỗ lực học tập để trở thành những người làm chủ số phận, làm chủ cuộc đời mình và giúp ích cho đất nước. Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn, kính chúc sức khỏe các đồng chí, các quý vị đại biểu và các em. Chúc cho mọi người có sức khỏe, niềm vui, thành tựu và hạnh phúc trong năm mới 2024 và trong mùa xuân Giáp Thìn đã cận kề. Xin trân trọng cảm ơn.